Vâng, nếu như trong vườn nhà các bạn có cái cây như thế này thì đây thực sự nó không phải là cây cỏ mà là cây dược liệu rất quý. Nó có thể mọc ở những cái nơi ẩm ướt ở xung quanh vườn của chúng ta. Đây nó chính là cây cỏ lăn tăn hay còn gọi là cỏ linh tinh. Cỏ trong suốt. Hay theo tiếng Trung thì gọi là tiểu diệp linh thủy hoa. Loại cỏ này thì nó mọc rất là nhiều ở trong vườn, những cái nơi ẩm ướt. Ngày trước thì mình cứ tưởng đây là một cái cây cỏ cũng không hề có tác dụng gì. Tuy nhiên sau này mình có đọc được một cái bài viết ở trên không gian mạng, thấy cũng rất là hữu ích về cái cây cỏ lăn tăn này. Các bạn hãy nhổ nó, thu hoạch nó. Đây ở vườn nhà tôi thì có rất nhiều cái cây cỏ này. Phải nói khi biết đến cây công dụng của cây cỏ này thì phải nói là thực sự tôi cũng rất là vui mừng. Bởi vì tôi cũng là một người cũng đang bị những cái bệnh nó liên quan đến cái tác dụng của cái cây cỏ lăn tăn này. Thì cây cỏ lăn tăn này nó có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Nó được dùng nhiều ở khu vực Đông Nam Á. Hiện nay người Malaysia, người Indonesia sử dụng những cây cỏ lăn tăn này để chữa những cái bệnh liên quan đến đau dạ dày, liên quan đến đau đường ruột. Hoặc là người ta có thể dùng cây cỏ lăn tăn này giã ra kèm với muối và tỏi, ớt đắp lên bụng của những đứa trẻ để đào thải giun trong bụng của những đứa trẻ. Phải nói đây là những cái công dụng hết sức là tuyệt vời. Thì tôi sẽ thu hoạch những cái cây cỏ lăn tăn ở trong cái khu vườn của tôi. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó. Các bạn hãy thu hoạch được nhiều nhất những cái cây cỏ lăn tăn này có thể. Đây ở đây tôi cũng thu hoạch được một bó như này rất là nhiều rồi. Cây này thì trước khi mà tôi biết được cái công dụng của nó thì tôi toàn là nhổ tôi vứt đi thôi. Tuy nhiên là cái tốc độ sinh trưởng của cây cỏ lăn tăn này nó rất là nhanh. Và cây cỏ lăn tăn này nó cũng chỉ là một cái cây thảo, cái thân mộc, cây thân thảo rất là nhỏ thôi. Cho nên là nó không có cái số lượng lớn được. Nên các bạn để ý thì tôi thu hoạch đây cũng từng cây một. Rồi cũng khá là nhiều rồi. Đây được một nắm rồi các bạn này. Rồi đây cũng được một nắm nữa rồi. Tôi sẽ mang ra rửa nhé. Các bạn hãy rửa thật sạch để cho nó hết cái đất của cái ở dưới cái bộ rễ của cây cỏ lăn tăn này đi. Đây các bạn rửa đi rửa lại nhiều lần nhé để làm sao cho nó hết cái rễ nó hết cái đất ở trong đấy đi. Rồi, tôi đã rửa vài lần rồi. Bây giờ tôi sẽ vớt nó ra. Bây giờ thì nó cũng sạch hết đất rồi các bạn ạ. Đây cây này thì nó rất là mềm. Thì chúng ta sẽ rửa sạch, sau đó là sẽ phơi. Phơi thì các bạn lưu ý là không được phơi dưới ánh nắng trực tiếp. À, các bạn lưu ý nhé. Đây là phơi gọi là hình thức phơi gió. Phơi để cho nó khô nhờ gió và nhờ độ sức nóng thôi, nhưng mà không được phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời các bạn ạ. Rồi sau đó là chúng ta sẽ dùng cái cây cỏ lăn tăn mà phơi khô ấy, chúng ta sẽ cho vào nấu với nước và uống. Rồi, chúc các bạn là thành công nha. Đây tôi cũng sẽ phơi ở dưới tán của cây ổi này. Rồi, chúc anh em chúng ta có được chúc bà con chúng ta có được cái một cái vị thuốc nam mới ở trong cái khu vườn nhà mình nha.